Ba và mẹ thì luôn có thói quen ôm và bế bé khi ngồi trên xe. Điều này thực sự không hề an toàn, bởi vì có thể xảy ra bất cứ một tình huống va chạm nào, thậm chí là phanh gấp. Mà trong khi đó, chiếc ghế xe ô tô của chúng ta thì chỉ thiết kế dành riêng cho người lớn mà thôi. Chính vì vậy, việc sắm cho con một chiếc ghế ô tô ngồi riêng là điều thực sự rất cần thiết. Chúng ta có thể bỏ ra mấy trăm triệu đến cả tỷ để mua xe ô tô, nhưng không có lý do nào mà lại tiếc vài triệu để mua sự an toàn cho con, phải không nào? Xin giới thiệu với các mẹ, ghế ngồi ô tô Combi Kokoro. Nếu như gia đình nào mà có ô tô thì đây là sản phẩm rất tiện lợi và an toàn dành cho các bé nhà mình, nhất là khi di chuyển trên những quãng đường xa. Chiếc ghế ngồi ô tô này thì dành cho bé từ sơ sinh cho đến 4 tuổi hoặc là dưới 18 cân. Ghế có thiết kế thời trang và phong cách sang trọng, giúp tăng tính thẩm mỹ của nội thất ô tô. Đệm ghế được làm bằng vải 3D cùng hệ thống công nghệ hâu cooling siêu thoáng khí, thấm hút mồ hôi tối đa, mang lại sự thoải mái cho bé. Chốt đai an toàn có chỉ dẫn màu xanh đỏ để báo hiệu dây đã được cài chắc hay chưa. Phần chân ghế Kokoro được thiết kế chống trơn trượt, dễ tháo lắp, đảm bảo an toàn tối ưu. Trọng lượng ghế nhẹ, khoảng 4 cân, tháo lắp dễ dàng và thuận tiện. Kích thước chân ghế là 9,6cm, phù hợp với nhiều loại xe ô tô khác nhau. Ghế Kokoro được trang bị đệm Daco, mang đến sự thoải mái cho bé trong suốt hành trình và giúp định vị tư thế ngồi chuẩn, không làm cong vẹo cuộc sống của con. Ngoài ra, trên đệm có tấm chống sốc hai bên đầu cùng phần vành bảo vệ hai bên của ghế, sẽ giúp bảo vệ bé an toàn trong trường hợp có va đập và lực tác động từ hai bên. Ghế ô tô Combi Kokoro được kiểm nghiệm vượt qua các thử thách va đập khắc nghiệt nhất và đạt chuẩn an toàn ECE R4404 của Liên minh châu Âu và Liên Hiệp Quốc. Các mẹ có thể tìm thấy cái chứng nhận màu cam này ở bên dưới ghế ô tô. Đây là một bằng chứng quan trọng cho thấy sự an toàn của ghế ngồi ô tô Combi. Phần chân thế ghế thấp, chống trầy xước hiệu quả. Vừa rồi mình vừa giới thiệu sản phẩm ghế ngồi ô tô Combi Kokoro dành cho bé từ 0 đến 4 tuổi với các ưu điểm như tiêu chuẩn an toàn ECE R4404, phần nhựa Exox chống va đập, đệm Daco chống mỏi, đệm 3D thoáng khí. Và đặc biệt, chiếc ghế này rất là thon gọn, phù hợp với tất cả các loại xe trên thị trường hiện nay. Vậy còn chần chừ gì nữa mà các mẹ không dinh ngay cho mình một chiếc ghế ô tô Combi cho bé yêu nhà mình?